Dạ, Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay là tiếp tục một cái chương trình tri ân khách hàng giảm giá mùa dịch bên Vườn Mai nhà em nữa đây. Thì cái video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với cả nhà đó là ba loại mai cả nhà. Thì thứ nhất là cúc Thọ Hương, thứ hai là mai Đại Lộc, thứ ba là cúc Tân Châu. Thì tất cả đã liền cốt hết rồi cả nhà. Ờ, cây này nói chung về chúng ta có thể vừa lấy bao vừa chơi Tết luôn ha. À, đầu tiên là cây cúc Thọ Hương cả nhà. Phải nói là liền cốt 100% và đã tất cả đều đã uống dán lông hết rồi cả nhà. Ở cây thì nó cao tầm khoảng 40 á. Em sẽ đo cho cả nhà mình cùng xem nha. Một gang tay của em nè, hai gang tay của em nè. À, hai gang thì 3 tấc 8, thêm cái nữa là phải 40 đến 50 cả nhà. Đó, đây là cái cốt của nó nè. Cái chọt ghép của nó nè cả nhà, nhìn thấy nó mập hơn cái gốc luôn nè. Tức nghĩa là cái cây này nó đã hai mùa rồi ha. Đó. Rồi tất cả ở chính giữa thì đã uống dán lông hết rồi. Nè cả nhà nhìn thấy nè. Đó, nó uống như thế này nè, chúng ta về trồng đất chơi chậu thì lấy bo thì ok hết nha. Rễ nè cả nhà, rễ thì nói chung nó đủ kiểu ha. Nó vừa có tổ chim và nó còn có xử lý như thế này nữa nè. Đó, em thấy rễ này tương đối đẹp ha. Cành nhánh thì nói chung là ok hết rồi cả nhà. Nè cái chọt bo ghép nè. Đó, mập lắm rồi, liền có khoảng 9-10% rồi ha. Đó, uống thân giữa hết cả nhà. Cây cao thì phải nói là gần 3 gang tay của em thì tầm khoảng 40 đến 50 ha. Đó. Thì là một cái chương trình tri ân khách hàng tiếp tục nữa, giảm giá mạnh cả nhà. Thì lô này đáng lẽ em bán giá 170, tuy nhiên hôm nay chương trình tri ân khách hàng mùa dịch thì em bán 150 thôi nha. À, thì một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy là cây phải nói là tuyệt vời luôn. Cây rất là đẹp. Cả nhà nhìn thấy uống thân nè, uống thân giữa hết nha. Đó, cả nhà nhìn đây. Đó, rễ nè. Đó, xử lý rất là đủ kiểu, đi có nơm nữa nè cả nhà. Rồi cái chọt bo ghép nè, rất là mập rồi ha. Một gang, hai gang, ba gang cả nhà. Nó 50cm luôn, 40 đến 50, có cây 60 luôn. À, cái này loại này về chúng ta vô phân tạo nụ thì Tết nay mình sẽ cho một cây cúc Thọ Hương mini chơi Tết hết cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây em sẽ quay từ từ cho chúng ta xem một số cây nữa đây. Đó, cây như thế này. Thì cả nhà biết không, em quay như thế nào thì em sẽ giao cây y như thế đó nha cả nhà. À, và cả nhà phải biết là trong màn hình điện thoại lúc nào nó cũng sẽ lớn hơn bên ngoài chút xíu. Đây, con cúc Thọ Hương nha cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Cái này thì nó nụ gió thôi cho nên nó chỉ có một bông ha. Còn nếu mà nó trúng mùa là nó bông chùm 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 rất là đẹp cả nhà. Đó, đây, cây cành cốt nè, cành nhánh nè. Rồi giá 150 nha, 170 em giảm còn 150, rất là ok cả nhà. Loại này hơn 2 mùa rồi ha, cốt nó rất là mập rồi. À, nếu mà một thùng 4 cây thì bên em bao ship, còn thêm một cái chương trình tri ân nữa đó, nếu mà 10 cây thì bên em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đó, đây chính là lô cúc Thọ Hương ha. Rồi và tiếp tục cái hàng cúc Thọ Hương nhỏ hơn xíu nữa cả nhà. Bên đây ha, hàng bên đây thì nhỏ hơn bên kia chút xíu, nhỏ hơn một chút xíu thôi chứ không có nhỏ hơn nhiều đâu. Đó, đây. Đây cả nhà. Đó. Đây cây bên đây thì để em đo gang tay nha. Một gang, hai gang cũng gần ba gang tay của em cả nhà. Đó. Đây cái loại bên đây thì nhỏ hơn chút xíu, hơn bên kia chút xíu thôi cả nhà. Thì đây đó, thì cũng đã ghép hơn 2 mùa rồi, liền có khoảng 90% nha. Cần như cái chọc bo này cả nhà nhìn thấy rất là mập. Và tất cả cái thân giữa đều đã uống dán lông hết cả nhà. Đây, cái này là uống nè, chúng em tháo dây ra nè. Sợ nó ăn khuyết vô cây rồi tháo dây ra, nó đã hành uống hết rồi nè. Nhưng mà bây giờ vẫn vô cái sợi dây này để khi chúng ta gửi hàng á cả nhà thì chúng ta sẽ không có bị gãy ha. Đó, cái này là vô uống ra dán hết trơn rồi nha. Đó, rồi cái loại này 150 em giảm còn 130 nha, còn cái loại kia 170 em giảm còn 150 ha. Đó, đây nè, củ nở, củ tổ chim nha. Đó, tất cả các thì uống dán lông hết ra cả nhà, thì cao từ 40 đến 50 nha. Đó, cây hàng bên đây thì cành nhánh cũng rất là xum xuê rồi. Loại này về chúng ta có thể lấy bao vô tư thoải mái luôn cả nhà. Đó, đây nha. Đó, rồi thì số lượng cũng không có nhiều, chỉ vài trăm cây thôi cả nhà. Đó, đây cả nhà nhìn nó uống nè, uống dán lông hết ha. Đó, cây nè, cành nhánh xum xuê luôn, rất là đẹp nha. Loại này ai mà biết mới biết chơi mai thì chơi vẫn là ok á cả nhà. Đó, đây thì giá 150 em giảm còn 130, còn cái kia 170 em giảm còn 150 nha. Thì 4 cây bên em sẽ bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Rồi bây giờ tiếp tục thì xin mời chúng ta hãy vào đây xem cái mai Đại Lộc nha cả nhà. Đại Lộc này cũng rất là đẹp luôn. Đây, rất là đẹp luôn nha. Đó, cây như thế này đây cả nhà.
Em sẽ nhặt xuống nha. Trời ơi, cây nó liền cốt nè, cả nhà liền cốt ha. Liền cốt 100% luôn nha. Cây cành nhánh rất là xum xê và nó đang tạo nụ rất là nhiều. Đang tạo mầm hoa nè, cả nhà nhìn thấy nè. Đại lộc thì nó tạo mầm hoa nhìn thấy rất là đã luôn á. Đó, đây cả nhà nhìn thấy ha. Đây nè, ồ đang tạo nụ kim chi chích luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi cái loại này thì nó cũng gần hai mùa mấy rồi cả nhà. Nó liền cốt 100% rồi. Cái cốt của nó rất là mập. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Củ thì củ nở nè. Ha, củ nở nè. Đó. Rễ thì rễ nôm, củ nở nó đủ kiểu cả nhà. Nó đủ kiểu hết trơn luôn nè. Đó. Cây nè, đang là tạo mầm hoa rất là nhiều luôn ha. Rồi loại này 170 em tiếp tục giảm còn 150 cả nhà. Đó, chương trình tri ân khách hàng mùa dịch rất là dữ luôn ha. Đây rễ nè, có bộ rễ quái nữa nè. Đó, cây chiều cao nha. Hai gang tay của em 35 đến 40 cả nhà. Đang tạo mầm hoa nè. Đó, loại này về Tết nay cho hoa rất là nhiều luôn ha. Này về chúng ta hay một cái chậu đẹp á, mini á, Tết để bàn ok luôn ha cả nhà. Đó, nó đã uống dáng hết rồi nè. Rồi giá 150 nha. Đó, 150 một cây nha cả nhà. Cây như thế này nè. Đó, củ tổ chim nữa nè, liền cốt 100% ha. Đó, đây chiều cao thì hai gang tay 35 đến 40 nha cả nhà. Đó, loại này thì em bán 170 giảm còn 150 nha. Đây. Ồ, cây nè cả nhà nhìn thấy nó cứng cáp vô cùng luôn nè. Đó, nó nụ nè, thấy không? Rễ nè, rễ nè. Đó, cái này có rễ nôm nữa nè. Liền cốt và cái chọc cốt của nó nhìn nè cả nhà nhìn thấy quan trọng là cái chọc cốt nó mập lắm. À, thấy không? Nó mập ù và nó liền cốt hết trơn luôn nè. Mấy loại này mà chúng ta mới biết chơi mai cả nhà chúng ta chơi cũng không có sợ chết đâu. Bởi vì cây nó rất là khỏe mạnh rồi ha. Đó, đây cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Rồi, hàng đại lộc này thì giá 150 nha. Đó, số lượng em cũng có vài trăm cây nha cả nhà. Và tiếp tục hàng bên Tân Châu bên đây. Đây, cúc Tân Châu này là cúc 24 đến 36 cánh. Loại này vừa lấy bo vừa chơi Tết ok luôn cả nhà ơi. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha. À đây, em sẽ quay cho chúng ta cùng xem. Thứ nhất là về cái bộ rễ nha. Đó, rễ nôm nè. Rồi thứ hai là về cái phần cốt. Phần cốt thì cả nhà nhìn thấy nó thật là cái bo nó còn bự hơn cái gốc nữa. Lý do là chúng ta đã nuôi già mùa rồi. Và thứ ba là nó đang tạo mầm hoa rất là nhiều. Đó cả nhà. À cái loại cúc này là cúc 24 đến 36 cánh. Nó rất là dễ tạo hoa và rất là dễ ra hoa ha. Đó, cây như thế này. Tổ chim nè, rễ đủ kiểu nha. Em sẽ đo này. Một gang, hai gang hơn thì tầm khoảng 40 cho đến 50 cả nhà. À, ôi dạ. Này cả nhà nhìn thấy cái cây nè. Đó, đang tạo mầm hoa rất là nhiều nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó. Rồi, loại này thì là 180 em giảm còn 150 luôn cả nhà. Nói chung là đang giảm giá rất là dữ rồi. Cho nên là ai thích thì cứ hãy vào vườn mai của nhà em nha. Vào cái kênh của em để xem nha cả nhà. Đó, nụ nè, thấy không? Cả nhà thấy tạo nụ nè, cài cái cốt nè. Cái cốt ở trên nè, nó cũng mập cứng vậy nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Lấy bò vô tư thoải mái luôn. Để đây, đó, đủ kiểu. Thì cao 40 đến 50 ha. Rồi giá 150 nha cả nhà. 150. Trời ơi có nụ nè cả nhà nhìn nè. Đó, ghê chưa. Rồi 40cm đi lên 180 giảm còn 150. 4 cây thì bên em sẽ bao xiết cho chúng ta luôn nha. Đó, cây quá trời đẹp luôn cả nhà. Đó, số lượng thì cũng có hạn thôi, cũng ít thôi chứ không có nhiều ha. Ai thích thì cứ alo cho vườn mai nhà em nha. Và nếu thích nữa thì hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh nha cả nhà. Xin cảm ơn đã quan tâm ạ. Xin chào tạm biệt.